Nổi lên từ một tấm ảnh thẻ, Lan Hương nhận được tình cảm của nhiều người bởi vẻ đẹp trong sáng, xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào. Cũng từ đó, biệt danh Hốt với ảnh thẻ gắn liền với cô cho đến tận hôm nay. Tấm ảnh thẻ đã khiến Lan Hương nhiều người biết đến. Có thể nói, tấm ảnh thẻ định mệnh ví như một cơ duyên đưa Lan Hương đến gần hơn với sự nghiệp hiện nay. Từ một cô sinh viên bình thường, cô được mời làm mẫu chụp hình, đóng phim ngắn, và gần đây, trong cơn sốt của lốc, Lan Hương cũng gây dựng cho mình một kênh YouTube riêng với gần 1 triệu người đăng ký. Với tuổi đời còn khá trẻ, trong khi nhiều người còn chưa dự tính được những bước đường tiếp theo thì trước đó, Lan Hương đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Đó là kế hoạch mua nhà. Sau 5 năm miệt mài nhập cuộc từ chụp ảnh, đóng những clip ngắn cho đến những series phim trên YouTube, Lan Hương đã có thể tự mua cho mình một căn nhà ở tuổi 25. Cô cho biết mình đã lên kế hoạch từ lâu cho căn nhà này vì mong muốn có nơi chốn đi về giữa Sài Gòn đông đúc. Trao đổi với Dên, Lan Hương chia sẻ, mình không tính được đúng đắn mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, nhưng mình đã tích góp được một khoản và tự mua một ngôi nhà nho nhỏ. Mình được tự trang trí, mua sắm đồ theo sở thích, đó là điều rất tuyệt vời. Không chỉ vậy, việc mua nhà khiến mình cảm thấy những gian nan thời gian vừa rồi rất đáng giá. Để có được những thắng lợi như hiện tại, Lan Hương cho biết mình đã gặp gỡ phải nỗ lực rất nhiều và gặp gỡ không ít gian nan. Hầu như không còn thời gian dành cho bằng hữu và các hoạt động khác, Hốt với ảnh thẻ cho biết. Chưa dừng lại ở đó, chính luôn phải đối mặt với những áp lực, lời lẽ tiêu cực. Nổi tiếng bởi tập thể mạng nhưng cũng chính một số những cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Lan Hương để chửi mắng, bới móc dù chẳng có nguyên nhân. Tuy nhiên, đối mặt với những lời lẽ không hay trên, Lan Hương cho biết cô cũng gửi lời cảm ơn đến mạng thôn hội đã giúp mình có được những thắng lợi lúc đầu như hôm nay. Những thứ trước đây Hương chỉ biết mơ ước, Lan Hương chia sẻ.